Xin chào toàn thể anh em mê thành trên toàn quốc nhá. Cảm ơn toàn thể anh em đã đến kênh điện tử Phượng Lưu YouTube để giao lưu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chia sẻ cho anh em một cái kinh nghiệm mà chơi audio nhá. Đó là cái jack mic này mắc jack mic dây nhá. Thì nó rất hay hỏng cái loại jack này. Cái jack này vì nó cắm vào cái lỗ mic đấy, cắm cái lỗ mic này này. Đấy, cắm cái lỗ mic này. Thì đôi lúc là chúng ta trẻ con đi qua này hoặc là anh em giật nó rất có thể để hay bị gãy cái jack này. Hoặc là cái này nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng mà nó lại gây ra cho chúng ta đôi chút cái phiền toái. Thứ nhất là hát thì nó sẽ tậm tịt, nó chập chờn từ cái jack này jack mic nhá, đây jack 6 ly. Đấy, nó không đáng bao nhiêu tiền nhưng mà nó lại mất thời gian anh em. Nhiều lúc ở gần thợ thì không nói, nhưng mà xa thợ thì lại mất công đi hàng, mất tiền xăng thì nó phiền toái nhá. Nhiều đôi lúc thì anh em thợ bận sửa tivi này, sửa các kiểu thì nó cảm thấy những cái đồ này nó là lặt vặt thì người ta sẽ không làm ngay cho được. Thì anh em có thể về tự làm nhé. Anh em chỉ cần mua một cái jack 6 ly này. Jack 6 ly này jack rời nhé. Đấy, chúng ta có thể cắm vào đây. Đấy, cái này là jack xịn, nó là 15.000 một cái này. Đấy, chúng ta có thể rút ra cắm vào này. Và chúng ta có thể tự đấu nhé. Đấy, chúng ta có thể tự đấu. Và chúng ta chỉ cần mua một lần thôi. Cái jack này nó rất ít lỏng, nó không lỏng như cái jack này đâu. Cái loại này nó hay lỏng, còn cái loại rời này nó ít lỏng. Để anh em mua một lần thôi, về anh em có thể là tự đấu nhá. Như trong đang hát hò mà nó tậm tịt thì chúng ta có thể rút ra làm trong vòng 5 phút thôi là chúng ta có thể lại hát hò tiếp. Cái jack này nó rất là chập chờn nhá. Đây, chúng ta sẽ như thế này đi. Chúng ta lấy những cái dây AV bình thường này này. Đây, chúng ta sẽ cắt cái đầu này đi. Cắt đi chẳng hạn. Đấy, vì như là chúng ta sẽ được một jack rồi. Đấy, như này. Đấy. Đây. Đấy. Không đáng bao nhiêu tiền cả nhưng mà nó lại mất tiền cái nên cái jack này này chúng ta sẽ cắt đi nhá, cắt cái cũ này đi, đây, cắt bỏ đi không dùng nữa. Đấy, chúng ta sẽ ghép vào cái những thiết bị như này đây. Đấy, thường là đang được kéo một cái gì đó, cái này ai cũng có thể tự đấu được mà là không cần phải đi thợ nữa đâu, giảm thiểu cái thời gian chúng ta đi. Đây, thường là cái dây này, trong dây mic này nó có hai dây, một dây mát này và một dây dương nhá, bắt được một dây dương. Thường người ta quyết định màu đỏ là dương rồi, màu trắng là dương chẳng hạn. Đây, anh em nhá, đây là có hai dây, có cái dây bằng bông thì nó chống lèn với nhau đây. Đây như này nhá, anh em nhớ đừng để nó chập với nhau. Trong cái jack này, chúng ta sẽ cắt ngắn lên đây thôi. Đây, chúng ta sẽ bạn đấy nhá. Đấy, thường là trong cái dây này là nó cũng có hai dây, một dây mát và một dây dương. Thường cái loại màu sáng hơn là dương nhá, màu đen là màu tối hơn là màu âm. Đấy. 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 Đấy, chúng ta đấu nhá, dương là dương. Đấy, đơn giản thôi. Nó như Tết nhất thì giả dụ như là đến khoảng 29 Tết thì thợ làm sao người ta sửa cho những cái đồ như này thì chúng ta có thể tự làm thôi. Cuốn nó vào nhau như này, này, đây, màu dây nhá, màu cắt cái đầu thừa đuôi thẹo chúng ta nối đi nhá, đây nó sẽ đẹp như thế này, đấy, chúng ta sẽ lấy cái băng dính, nó sẽ cuốn lại, cuốn nhớ là đừng chập với nhau nhá, còn cái cuốn thì cũng rất đơn giản thôi, đấy, cuốn đừng chập với nhau, đấy, cuốn đừng chập với nhau nhá, đấy. Xong đoạn cuốn nhá, đoạn cuốn nhá, xong chúng ta sẽ ghép nó vào đây, đặt nó lên đây này. Đấy, trong cái này xử lý trong cái trường hợp cấp bách thôi nhá, còn nó mặc dù nó không thẩm mỹ nhưng mà nó sẽ giải quyết ngay cái lúc đấy anh em đang nóng, đang cần hát mà, thì ai để tắt cuộc chơi được đúng không. Đấy, rất đơn giản như thế này. Đấy, để cho nó ngoe mà. Đấy nhá anh em nhá. Đấy, này nó không thẩm mỹ lắm nhưng mà nó sẽ giải quyết ngay, giải quyết nóng luôn. Đấy, như thế này, như cái đầu này thì chúng ta sẽ cuốn vào. Cái jack này nó cũng rất là phiền toái. Lúc thợ sửa chữa thì rất nhiều anh em cứ hay mang đến là bảo mình làm cái jack này, mình sửa chữa jack này như thế này, nhá nhá nhá, đây, đấy, anh em nhá. Đấy, vị trí là có một cái jack 6 ly,
tự nhá, tự sửa chữa. Cái jack này nó xịn nhá, 15.000, nó rất là ít 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 ngoe, vì cái này là nó có cái ôm ở ngoài rồi, nó không không ngoe đến cái trong đấy, vì cái ôm của cái này này, cái loại này nó ôm hết rồi đấy, đâm ra nó không ngoe, nó rất là chắc, nó ít lỏng hơn những cái jack jack nguyên bản của nó. Đây, jack nguyên bản của nó nhá. Đây, đấy, chúng ta sẽ hát hò thoải mái thôi. Thì việc của chúng ta là đây, đấy, như này là xong, đấy, hoàn thành xong, nó rất đơn giản thôi. Đấy, thì việc của chúng ta sẽ cắm vào âm đi và alo thôi. Đấy, thế thôi. Đấy, như nhá. Lúc chúng ta cần chúng ta rút cái jack này ra, nó vẫn còn mắc cái đầu ở trong đây. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, mà cái làm như thế này anh em biết vì sao không? Để cho nó đỡ hỏng cái lưỡi gà ở trong cái âm ly đi. Đấy, đây đây như thế này nhỉ, nó sẽ rút ra đây nha nhá. Đây này, hát rồi đây, cắm vào đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, nó mới rút ra, cắm vào, không có gì khó cả. Đấy, đây đấy, cái rắc bình thường thôi, nó không được thẩm mỹ nhưng mà vậy giải quyết nóng thôi nhá. Ok chưa, thế là cắm vào, thế là alo thôi. Đấy, rắc cũ của nó đây, những rắc mới là có rất nhiều, có thể hàng nắm như súng đạn rồi. Đây đấy, hàng nắm nhé. Đấy, rất đơn giản. Đấy, cảm ơn hướng dẫn cái này để anh em, chúc anh em về nhà khác tự làm nhé. Cảm ơn toàn thể anh em đã giao lưu cùng kênh Điện tử Phương Lưu. Mình chuyên bán chuyên loa tét. Này, xung quanh mình là toàn loa tét thôi, đã cải thiện chất âm. Anh em có thể vào kênh Điện tử Phương Lưu để giao lưu nhé. Anh em có cái gì hay mình sẽ post lên cho anh em nghe. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em. Chúc anh em luôn vui vẻ nhé.